Hello, em xin chào tất cả mọi người ha. Thì bên em là điện thoại Samsung hàng xách tay nha mọi người. Số điện thoại mà nằm bên góc phải màn hình ha. Có địa chỉ Zalo. Mọi người cần thì liên hệ qua Zalo hoặc lên Facebook em dưới phần mô tả nha mọi người. Hiện nay có về mấy cái máy với có mấy cái máy cũ á, em quay lên thêm nha mọi người. Rồi, trước tiên em lên cho mọi người coi cái máy tính bảng ha. Này em còn cây em thanh lý luôn mọi người. Thanh lý bằng giá nhập luôn ha. Em nhập nhiêu bán nhiêu luôn, còn cây à. Đây. Cái này em thanh lý giá 1 triệu nha mọi người, màn 10 inch nha. Còn coi TikTok đồ YouTube đồ ok nha mọi người. Đó có gắn sim nha mọi người. Có sim luôn ha. Ok hết nha mọi người. Đây ha, màn 10 inch luôn nha mọi người. Em bán bằng giá em nhập luôn, còn cây em thanh lý giá 1 triệu luôn nha mọi người. Rồi, tiếp còn cây Asus mọi người. Asus nhỏ nhỏ nhưng mà thấy ngon rồi. Cái này coi phim khá mượt. Đó, cây này bán giá 800 ngàn mọi người. Mấy cái máy này thật ra là nó thua cái giá của nó. Nè, em thấy cho mọi người coi khá mượt ha. Thì nói chung là nó thua giá điện thoại cùi bắp nữa mọi người. Thua mấy cái điện thoại cảm ứng cùi bắp nữa. Bởi vì giá nó nên em cũng không có cập nhật cấu hình nhiều nha mọi người. Thông cảm em ha. Nói chung là cây này em thấy còn khá mượt nha. Cái kia 1 triệu cũng còn ok ha. Rồi, cái này 800, cái kia 1 triệu nha mọi người. Còn hai cây ha. Rồi tiếp lên Note 10 Plus mọi người. Hết 10 Bluetooth này được 3 cây mọi người. RAM 12 256 GB ha. Đây, cái này lên 2 sim sẵn rồi nha mọi người, giá bán 6 triệu 900 ngàn nha. Đây, pin 4300, màn 6.8 inch mọi người. Màn cong vô cực nè. Đây, lo kép độ không giải 2K cộng ha. Em quay ngoại hình cho mọi người coi luôn nha. Đây, ngoại hình khá đẹp nha mọi người. Tầm cỡ 97 cho lên nha mọi người. Đây ha. À, sao em có hai cây nha mọi người. Giá em bán là 6 triệu 900 ngàn. Thế em có cây màu đen này 7 triệu 500 ngàn mọi người. Cây đen này nó hơi xước nhưng mà bản Việt Nam mọi người, bản Việt Nam ha. Cái lưng hơi xước. Cái này là hai lưng rồi mà lưng lưng zin bóc máy nha mọi người. Đó, có sai báo vậy ha. Này em mới cầm vô test thử á, có chuyển dữ liệu qua thử. Đây hai sim nha mọi người. Pin 4300 ha, cũng là RAM 12 256 GB nè. Đó, sườn còn ok ha, sườn nói chung còn mới mọi người, có cái bút cấn nè. Đó, bút cấn nha mọi người, sườn còn ok, lưng hơi xước ha. Giá bán 7 triệu 500 ngàn, bản Việt Nam nha mọi người. Rồi, tiếp Note 9 nha, Note 9 thì RAM 6 128 GB ha. Đây, RAM 6 128 GB nè. Pin sẽ là 4000 mọi người. Nó chính thì bản hàng ha, bản hàng lên được 2 sim mọi người. Mọi người cần 2 sim nhắn em nha. Đây. Ngoại hình khá đẹp nha mọi người. Cái này em bán giá là 4 triệu 700 ngàn ha, ngoại hình đẹp nha mọi người. Em còn 3 màu, à 2 màu mọi người. Màu nâu với màu titan nha. Đây, ngoại hình khá đẹp nha mọi người. Đó, giá bán 4 triệu 700 ngàn nha. Rồi tiếp lên S20 Ultra màn đớm mọi người. Cái này hôm qua anh kia đặt xong rồi gửi đi rồi mọi người. Gửi đi rồi nãy về lại. Anh kia nói vợ không cho mua mọi người. Đó, em gửi đi xong rồi nay mới hoàn về tới luôn. Gửi đi được khúc rồi. Đây. Màn hình ok nha mọi người. Nói chung màn đớm thì sao không ảnh hưởng gì mà giá rẻ hơn mọi người. Màn đớm thì nó rẻ hơn được màn đẹp tầm 1 triệu mấy gần 2 triệu á, đớm nhỏ mọi người. Đó, chỉnh thanh công cụ anh che được ha. Nói chung xài bình thường không ảnh hưởng ha. Đốm em bao test 7 ngày bảo hành phần cứng với không lan là 45 ngày nha mọi người. Xài vô tư ha. Rồi, tiếp có cây này fit ám như màn đẹp nha mọi người. Cây này fit ám gòi như màn đẹp ha. Giá rẻ hơn được 1 triệu. Thì nói chung là hôm bữa có khách tới coi rồi nhưng mà không ưng màu này lấy màu kia mọi người. Chứ thật ra là khách nhìn khách cũng không biết cây này có ám hay không nữa, có fit ám không nữa. Đó, có hai khách tới coi rồi nhưng mà ưng cái màu xám hơn mọi người. Màu xám em cũng hết rồi. Đây, ngoại hình em nói mọi người. Đây, cái này thì RAM 12 mọi người. RAM 12 256 GB ha, màn 6.9 inch nè. Đó, pin 5000, rất là trâu luôn, bản hàng không lên được 2 sim nha. Lo kép độ giải 2K, màn 120Hz luôn. Đây mọi người,
màn của em nó này. Nhìn không thấy phích ám, nói chung là nhìn hình như màn đẹp nha mọi người, giá 7 triệu 300 ngàn ha, rẻ hơn được 1 triệu. Nói chung màn phích ám mình xài như bình thường nha mọi người, không ảnh hưởng gì ha. Rồi tiếp còn cây S20 Plus mọi người, S20 Plus S20 cộng 5G nè, 20 Plus 5G ha, bản hàng không lên khai sim nè, màn 6.7 inch, pin 4500 ha. Giá em nó là 6 triệu 700 ngàn. Đây, RAM 12 256 GB nha. Màn 120Hz luôn mọi người. Dân ta trong màn hình rồi ha, nhạy hết luôn nha mọi người. Đây. Đó, nhận diện khuôn mặt cũng nhạy lắm nha mọi người. Giá em nó là 6 triệu 700 ngàn ha. Tiếp còn cây màn đếm trên mọi người. Giá 3 triệu 900 ngàn nha mọi người. Đó, màn đếm đây nha. Đốm thì em bao test 7 ngày, bảo hành phần cứng với không loan cho mọi người là 45 ngày nha mọi người. À em quên nữa, màn đốm thường em bán á, là bút ghi viết bình thường nhưng mà không kết nối chụp hình nha mọi người. Đó, không có chụp hình bằng bút ha, mình vẫn ghi viết được bình thường nha mọi người. Ghi viết đồ, ghi đồ này được bình thường hết ha. Giá em bán là 3 triệu 900 ngàn cái này. Cái này thì RAM 12 mọi người. RAM 12 nè, 256 GB ha. Màn 6.3 inch, pin hơi kém, pin 3500. Đó, màn vô cực luôn. Độ phân giải 2K loa kép đầy đủ nha mọi người. Giá 3 triệu 900 ngàn ha. Nghe lưng còn đẹp nha mọi người. Rồi, tiếp có về được mấy cây A90 5G mọi người. A90 5G. Cái này thì màn ok nè. Cái này chưa có loa kép, hôm bữa em nói nhầm là loa kép. Cái này thì RAM 628 GB, pin 4500 khá trâu nha mọi người. Màn 6.7 inch ha. Đó, chip Snap 855. Cái này mua về chơi game, chạy xe, nói chung rất là trâu luôn rồi. Chạy xe công nghệ, chơi game rồi này kia xài máy chính cũng được đó mọi người. Nếu mà mọi người ai có kinh tế hơi thấp xíu mọi người. Có nhiều khi em bán, có nhiều anh em nói bán máy này kia, máy máy đốm rồi này kia đó, thì có nhiều anh em người ta muốn xài cấu hình cao mà không đủ điều kiện thì ta xài này mọi người, bình thường thôi ha, đâu có sao đâu. Đây mọi người, cây này ngoại hình hơi xấu nha, giá 3 triệu 600 nghìn ha, ở dưới ok nè mọi người. Đó, đâu phải kinh tế ai cũng như ai đâu mọi người, nếu mà ai cũng giàu hết trơn thì mua hàng máy đẹp thế giới động rồi, đâu có mua hàng hàng cũ, hàng xách tay hay là này kia đâu. Đó nên mọi người đừng có comment kỳ thị ha. Đây, cây này thì cũng 3 triệu 6 mọi người. Nói chung ngoại hình hơi xấu, về đeo cái ốp vô là ok, còn màn thì ok nha mọi người. Đó này, cấu hình cao về, nói chung là giá này học sinh sinh viên xài cũng ok nữa mọi người. Đó, nhiều khi học sinh sinh viên thì đâu có tiền nhiều đâu mà xài mấy cái dòng cao cấp mọi người. Đâu phải ai cũng có điều kiện đâu ha. Đó, RAM 6 128 GB, chip Snap 855 nha mọi người. Pin 4500 khá trâu ha, màn Super AMOLED mọi người. Đó, cái này em bán giá 3 triệu 600 ngàn ha. Tiếp có cây màn ám mọi người, giá hành lý 2 triệu 900 ngàn. Màn ám nha mọi người. Cái này nhìn cũng còn ok chứ chưa tới nỗi khó chịu. Thì mọi người về xài cứ để chế độ đen nè mọi người. Chế độ đen qua chế độ đen là ok, chế độ tối nè. Đó, giờ để chế độ tối là ok liền ha. Cái này thì cấu hình như vậy luôn mọi người, mà ngoại hình cũng còn ok nè. Cái này em bán giá là 2 triệu 900 ngàn nha mọi người. Đó. Đó, mọi người cần máy cấu hình cao chơi game thì lấy cây này cũng ok mọi người. Còn giá 3 triệu 8 thì ngoại hình đẹp hơn xíu nha mọi người. Đây, ngoại hình ok hơn ha. Đó thì quan trọng là cái ngoại hình thôi mọi người. Còn cấu hình với pin đồ này kia thì như nhau hết mọi người. RAM 6 nè, 128 GB. Pin thì 4000 ha. Đây, pin 4500 chứ em xin lỗi, pin 4500 nha. Đó, màn 6.7 inch. Nói chung dòng này chip mạnh, pin trâu, chơi game ngon mọi người. Rồi tiếp có cây S10 5G giá 3 triệu 200 ngàn mọi người. Cây này thì nói chung coi phim thì ok mọi người. Coi phim không ảnh hưởng ha. Có ám nha mọi người, thằng đốm có ám nè. Này phải cập nhật mới được. Đây em mở sáng cho mọi người coi màn ám nha. Màn ám màn đốm ha. Đây mọi người. Đây ha, em quay về là thấy hai màu luôn nha mọi người. Đó, khúc ngay tay em nè, nhìn xuống là khác ha. Với đốm đây thì giá này là
3.200.000. Cái S10 5G thì sẽ được RAM RAM 8 mọi người. Đây, RAM 8 256 GB ha, pin 4500, màn 6.7 inch mọi người. Cam thì mấy dòng flagship này cây nào chụp hình cũng đẹp mọi người, khó giới thiệu ha. Đó, cam thì dòng flagship cây nào chụp hình cũng đẹp hết. Đó, cái này em bán giá 3.200.000 nha mọi người. Rồi, tiếp có cây S10 Plus mọi người. Cái này 4 triệu màn đốm nha mọi người. S10 cộng ha, có xuất kính đây nè. Đó, có xuất kính nha mọi người. Cái này bán giá là 4 triệu, cái này thì RAM 8 128 GB ha. Màn hình như là 6.4 mọi người. Này bán hàng lên hai sim được nha mọi người. Thì cái này là pin 4100 nè. Đó, còn lại là ok hết. Đó, không lỗi lầm nha mọi người. Chỉ có đốm gốc thôi ha. Đốm mép thôi nha. Rồi, cái này em bán giá 4 triệu bằng cái đó luôn nha mọi người. Cái này thì bản Mỹ. Bản Mỹ thì sẽ được chip Snap 855 mọi người. Nói chung chơi game khá ngon cái này. 4 triệu về chơi game 855 chip bằng này, nhưng mà nói chung nó ngon hơn đó mọi người. RAM 8 128 GB ha. Pin thì cũng 4100 nè, màn 6.6.4 mọi người. Đó, ngoại hình em nói nè. Khá ổn nha mọi người. Nói chung khá đẹp luôn á. Có góc này nè mọi người, góc này bị xước nha. Đó. 4 triệu nha mọi người. Tiếp còn cái bán hàng đốm nhỏ mọi người. Bán hàng đốm nhỏ thì em bán giá là 4 triệu 300 ngàn ha. Cây này thì RAM 828 GB luôn mọi người. Màn 6.4. Pin thì 4100 mọi người. Đó. Em cứ báo sơ cấu hình thôi mọi người. Còn nói chung mọi người cần mà chi tiết quá thì mình lên Google sạch cái ra cho lẹ ha. Chứ nhiều khi nhiều quá em cũng không nhớ hết nữa, mọi người thông cảm em ha. Rồi, S9 bản Nhật mọi người, S9 bản Nhật nha. S9 bản Nhật chip Snap 845 ha. RAM RAM 4 64 GB, pin 3000. Đó, cái này em bán giá 3 triệu 100 ngàn nha mọi người. Màu xám lông chuột ha. Khá đẹp luôn. Ngoại hình nè mọi người. Màn này hình như là 5.8 nha mọi người. Có hỗ trợ loa kép rồi nha, S9 ha. Đây, khá đẹp luôn nha. Rồi, tiếp lên hai cái S8 mọi người. S8 màn có lưu hình logo nhẹ mọi người. Có lưu cái logo nhẹ ha. Giá em bán là 2 triệu 300 ngàn. Nói chung màn nó sáng đẹp mọi người, nhưng mà nó có cái logo mờ mờ mọi người. Đây, nó có mấy cái logo mờ mờ. Nói chung rất mờ nha mọi người. Giá 2 triệu 300 ngàn ha. S8 thì chưa có loa kép nè. RAM 4, 64 GB ha. Pin 3000. Ngoại hình em nói ok mọi người. Nói chung mọi người không có quan trọng về ngoại hình lắm, thì cứ S8 thì giá này ok mọi người. Dòng flagship mà. Dùng nói chung dùng máy phụ rất là ngon luôn nha. Màn cong nữa. Cây này cũng vậy luôn mọi người. Có ám nhẹ hình ha. Đó. Giá em bán là 2 triệu 3 luôn nha mọi người. Đây ha, cái khay sim này nó khác màu nha mọi người. Rồi, tiếp còn cây S9 2 triệu 6 mọi người. S9 ám nhẹ 2 triệu 6 ha. Bản Mỹ, cây này thì chip Snap là 845 mọi người. Bản Mỹ với bản Nhật là chip Snap nha mọi người. 845 ha, RAM 4 64 GB, pin 3000 nè. Đó, cây này thì em quay hai video trước rồi. Quay sơ lại thôi nha mọi người. Rồi, tiếp có Note 10 mọi người. Note 10 Plus ha, màn đốm. Cái này em bán giá là 4 triệu 400 ngàn nè. Cái này thì có tháo hai dán lưng rồi nên nhìn đây nó hơi xấu nè mọi người. Đó, có sao báo vậy luôn nha mọi người. Còn lại thì xài ok ha. Màn đốm nói chung về xài trải nghiệm, RAM cao về chơi game rồi, nói chung xài thoải mái mọi người. Không ảnh hưởng gì nha. Đốm thì em bao test 7 ngày, bảo hành phần cứng 45 ngày với không lan cho mọi người là 45 ngày nha. Cái này thì RAM 12 nè. RAM 12 256 GB,
pin 4300 ha, màn 6.8 inch, mất gốc này chắc còn 6.7 thôi mọi người. Đó. Rồi, giá 4.400.000 ha. Tiếp có cây này 4.700.000 mọi người. Đốm nhỏ mà, hai cái đốm nhỏ xíu à. Đó. Nói chung mọi người về không thích thì mình cứ để chế độ đen xài đỡ hao pin đó mọi người. Nhìn nó cũng không có thấy đốm nữa ha. Bình thường luôn. Cái này bán giá 4.700.000 nha mọi người. Cũng là gam 12 ha. Gam 12. Cái này lấy em gắn bút cho nha mọi người. Gam 12 nè, 256 GB, pin 4300. Lo kép độ phân giải 2K cộng ha. Đó, màn công vô cực. Rồi, tiếp lên cây có cây S7M rồi, giá 1.900.000 nha. Cây này thì màn đốm nè mọi người. Đó, thì S7E á, thường á cái giá của nó màn đẹp với màn đốm không có cách nhiều mọi người, tại vì cái màn nó mắc lắm. Cái màn mà màn đốm thì mình mua nó cũng mắc nữa. Đó nên giá nó không có chênh lệch nhiều nha mọi người. Cái này em bán giá là 1.900.000 nha. Đó, mọi người thấy hợp lý thì mình mua hết xài máy phụ á thì mua máy này ok mọi người. Cái này thì pin 3600 mọi người. RAM 4 32 GB ha. Cái này thì em báo cái tình trạng nè. Và ám rất là nhẹ với một đốm nha. Ám rất là nhẹ luôn mọi người. Đó, ám rất là nhẹ với một đốm ha. Đốm này nói chung nó tròn nhìn cũng dễ chịu mọi người, không có khó chịu nha. Màu titan nha mọi người. Đó, giá bán là 1.900.000 ha. Rồi tiếp có còn mấy cây nó chín mọi người. Nó chín ngoại hình xấu nè. Cái này em bán giá là 4.300.000, còn trên kia thì nó sẽ là 4.700.000 ha. Trên lệch 400.000 thì em quay ngoại hình cho mọi người coi thôi ha. Đây. Đó, ngoại hình có cây màu nâu này, ngoại hình nó hơi xấu mọi người, giống như đeo ốp nó bị hằn mấy cái dấu á. Đây, cây màu nâu này nó chính thì nó sẽ là gam 6 mọi người, gam 6 128 GB ha. Pin là 4000. Đó, màn 6.3 inch nè. Độ phân giải 2K cộng. Lo kép đầy đủ nha mọi người. Cây này thì kính xước nhẹ mọi người. Em lấy nét cho mọi người coi. Kính nó xước nhẹ đây. Đây. Với đây, nói chung nhẹ lắm mọi người, không có sâu nha, rất là nhẹ luôn. Đó thì cái này ngoại hình rất là đẹp luôn mọi người. Ngoại hình tầm cỡ 99 luôn á. Đây, cây này em bán với giá là 4.300.000 luôn ha, xước kính nhẹ. Cây này cũng 4.300.000, không xước kính nhưng mà cái đằng sau này nó xước xíu mọi người. Nó có xước gốc này xíu thôi. Cái này xước nhẹ xíu xíu nè. Đó, cây này 4.300.000 luôn ha. Rồi tiếp còn hai cây nó chín thôi mọi người. Hai cây bữa về cũng được tầm 10 cây mọi người, mà em quay có 5-6 cây à, phải bán riêng thêm mấy cây nữa ha. Giờ em còn đúng hai cây luôn. Hai cây màn ám nhẹ nha mọi người. Giá là 3.700.000 nè. Đó. Cây này 3.800.000, cây này 3.700.000 ha. Màn ám nhẹ mọi người. Đó, nói chung màn này cũng 8-10 với màn đẹp mọi người, 8 hoặc 9-10 với màn đẹp luôn á. Ngoại hình em nói mọi người. Nó chính thì gam 6 nha mọi người, gam 628 GB ha. Pin thì 4000. Đó, ngoại hình khá đẹp nha mọi người. Pin 4000 ha. Màn 6.3 inch, độ phân giải 2K cộng, lo kép đầy đủ. Rồi em cảm ơn mọi người xem video của em ha. Mọi người xem video cho em xin một like và đăng ký kênh nha. Còn mọi người cần mua hàng á thì xuống phần mô tả có link Facebook em mọi người, hoặc là mọi người cần thì nhắn qua Zalo với em ha. Rồi em cảm ơn mọi người xem video nha.